Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, các cư dân dùng đồng bằng sông Cửu Long có nét văn hóa đặc trưng là sinh sống cặp gian sông rạch, mua bán giao thương bằng xuồng ghe. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, thành phố đối mặt với những thách thức của ô nhiễm môi trường. Từ sự kết nối của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh đã thực hiện dự án Vì sông Mekong không rác, thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở thành phố Cần Thơ. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn Dow Chemical Việt Nam tài trợ. Với mục tiêu Vì sông Mekong không rác, Cần Thơ đã tìm kiếm các giải pháp để ngăn chặn tình trạng rác thải bị vứt bừa bãi xuống sông rạch. Gần đây nhất, thành phố cùng tổ chức làm sạch biển TOC đã khánh thành thuyền thu gom tự động rác nổi trên sông Interceptor 003 trên sông Cần Thơ. Dự án Vì sông Mekong không rác vừa được khởi động sẽ triển khai tại Cồn Sơn và chợ nổi Cá Răng, với nghĩa thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải từ sông ra biển và làm thay đổi hành vi trong quản lý rác thải của cộng đồng địa phương. Dự án sẽ tăng cường các hoạt động thu gom phân loại rác thải, tái sử dụng và tái chế rác thải. Dow decided to sponsor this project. We have very strong commitment to end plastic waste problem. Để ngăn chặn rác đổ vào sông Mekong thì chúng tôi đã chọn Cần Thơ, vì Cần Thơ là một cái địa điểm rất là phù hợp để nâng cao nhận thức và đưa ra những cái giải pháp tái chế sau khi mà thu gom rác lại được. Chúng tôi nghĩ rằng là để ngăn chặn rác thải trên đại dương thì Cần Thơ là một địa điểm rất là hoàn hảo, rất là phù hợp. Các hoạt động của dự án sẽ góp phần giúp người dân sinh sống trên sông Hậu, sông Cần Thơ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng. Bên cạnh đó, cải thiện chất lượng môi trường ở khu vực chợ nổi Cá Răng và Cồn Sơn là một trong những điểm nhấn du lịch của thành phố. Nếu thí điểm thành công, dự án sẽ tiếp tục thực hiện tại nhiều địa phương khác và tại các chợ nổi ở Cái Bè Tiền Giang, Long Xuyên An Giang và Ngã Năm Sóc Trăng. Kế hoạch của dự án là thu gom khoảng 300 đến 400 tấn rác thải trên sông, bao gồm cả rác thải nhựa và rác hữu cơ, đồng thời tăng cường nhận thức cho khoảng 150.000 người dân địa phương để thay đổi hành vi trong cộng đồng dân cư về quản lý rác thải. Các cái chương trình hoạt động của hội phụ nữ ở thành phố hay ở quận Cái Răng mà đã có cái chương trình các chị em phụ nữ làm các sản phẩm tái chế từ rác nhựa, thì cũng thông qua những cái gọi là nền tảng ở địa phương thì chúng tôi sẽ đưa ra những tập huấn này, đào tạo này, cung cấp về các cái kỹ thuật đấy, phân loại rác này đấy, hay là làm các sản phẩm tái chế dựa trên các cái bằng chứng số liệu về rác hiện trạng như vậy, để đưa ra các giải pháp phù hợp với địa phương và cũng trên cái kinh nghiệm mà Green Hub đã làm ở nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Dự án này còn có ý nghĩa hết sức quan trọng về bảo vệ môi trường và tạo hình ảnh ấn tượng cho du lịch đất chính rồng, nên Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, quận Bình Thủy và Cá Răng phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh sớm triển khai các hoạt động để đạt các mục tiêu như kỳ vọng. Dự án này cũng là sự khởi đầu trong các hoạt động hợp tác chung tay bảo vệ môi trường của Việt Nam Hoa Kỳ, cũng như sự hợp tác lâu dài giữa thành phố Cần Thơ với tổ chức CAF và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.